Ở Lê Khuyến Thái Nguyên xin giới thiệu với anh chị em, đây là đàn Bắc Hà, 30 ngày tuổi, được nhân giống ra từ Trung tâm Bảo tồn và Phát triển chó Bắc Hà Lê Khuyến Thái Nguyên. Và như vậy chúng ta thấy là cái đàn Bắc Hà này là trong 30 ngày tuổi thì được chăm sóc mà không hề có một chút nào đó dinh dưỡng bên ngoài, ngoài sữa mẹ. Đấy, chúng phát triển là khá là ổn định. Và bây giờ thì như cái em cái này thì mấy hôm trước là còn chưa đi được, nhưng hôm nay là bắt đầu là đi được. Thì có thể là nó lặng quá. Này là em to nhất đàn đấy, lặng quá. Đó, đứng lên đây đi rồi. Có thể nói là những cái sự phát triển tự nhiên của Bắc Hà mà chăm sóc ổn định ấy thì 30 ngày sẽ gần như là đi chuyển động nhanh, phát triển được nhanh nhẹn rồi, đi lại tốt rồi, vững chắc rồi. Cũng biết về nước ở đây, ngâm nước này là mát đây này. Ngâm nước là mát. Thời tiết nó nóng bức như vậy là bây giờ lúc này là thời tiết còn 6 giờ sáng, 6 giờ sáng mùa tháng 6. Như vậy nó nóng nóng như vậy thì cái phát triển chắc chắn là nó sẽ một phần nào đấy nó sẽ ảnh hưởng. Cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy là cũng khá là ổn định rồi. Đó, độ tuổi 30 ngày tuổi. Cũng bắt đầu chuyển động nhanh như thế này. Thì em này bắt đầu chuyển động nhanh rồi, tại vì em này nhẹ hơn. Mát quá. Mát nằm đấy ngủ luôn à? Mát quá. Mát quá. Đây, thằng này mát quá. Tắm luôn đây à? Đấy. Ôi giời. Lóng quá mà. Lần lần muốn cái đấy. Mang nước đi uống, mang nước đi về à? À, hai con này. Béo, đây đây. Đây. Đứng lại đi đi. Béo nhất nhà. Mãi không đi được. Đó. Giờ hôm nay bắt đầu mới lê lết đi. Yên, yên. Nào, yên. Rồi, đi đi. Rồi, giỏi. Đi, đi. Rồi, thế, đi đi. Cố lên. Nay bắt đầu đứng dậy đi đấy. Mỗi hôm mình lê, 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 lê. Sâu giá. Ồ, hai giờ này vẫn tắm à? Hả? Nóng quá à? Nóng không?
bà béo này, bà béo không đi được, bà béo lê mạnh lên, đi lên, ăn đi tô, ấy bám bên này cơ mà, lên nào. Nên tới được buổi sáng này, đi đi nhanh. Nào, đi lên, béo đi. Cố lên, nhỏ, đi đi. Bây giờ chạy rồi, giờ mình mới tập đi. Đi, đi lên. Ăn đẩy vào, không bị dở rồi, không bị dở rồi. Những bước đi đầu tiên của béo. Hết đàn. Cố lên, đi đi. Ôi trời ơi. Cố lên, đi đi. Đang đi thì ạ. Mông, mông, lắc lư. Sâu ráng. Sâu đấy. Đi. Đây là thước phim quay lại đàn Bắc Hà, vừa tròn 30 ngày tuổi.